nhọc nhằn việc kéo sao ngoại về Việt Nam. Có thể nói, phải mất mồ hôi mới có được cái gật đầu của sao ngoại đồng ý biểu diễn tại Việt Nam. Thị trường Việt Nam hiện nay vẫn chưa thể cạnh tranh với nhiều nước trong khu vực Singapore, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia về giá các xe dành cho nghệ sĩ. Khả năng chịu chi và số lượng khán giả đáp ứng cho một đêm nhạc tương đương với mức độ nổi tiếng của nghệ sĩ. Giới nghệ sĩ hàng sao hầu như chưa biết đến năng lực tổ chức các sự kiện lớn của Việt Nam. Thị trường còn nhỏ, hẹp. Vừa qua, ngôi sao Charlie Puth đã đến Nha Trang biểu diễn, mở đầu cho hành trình vòng quanh châu Á của tour diễn toàn cầu The Charlie La Experience. Charlie Puth diễn ở Việt Nam trước khi đến Hồng Kông, Trung Quốc, Bangkok, Thái Lan, Jakarta, Indonesia, Singapore, Tokyo, Nhật Bản, Seoul, Hàn Quốc. Quá trình mời Charlie Puth về Việt Nam là không hề dễ dàng. Điều này hoàn toàn dễ hiểu khi Charlie Puth là ngôi sao hạng A quốc tế đương thời. Với vị thế của mình, Charlie Puth có quyền đưa ra những yêu cầu cho đối tác. Nếu những yêu cầu đó không được đáp ứng, Charlie Puth cũng không có gì để tiếc khi tour diễn toàn cầu của anh đã phủ kín khán giả. Thêm hay bớt một điểm diễn sẽ không tạo nên nhiều khác biệt, nhất là khi đó là thị trường Việt Nam, một thị trường biểu diễn khá nhỏ so với nhiều nơi khác trong khu vực. Ông Eugene Peter Dor, tổng giám đốc công ty cổ phần Vinpearl, cho biết chất lượng âm thanh rất quan trọng đối với ekip của Charlie. Âm thanh trên sân khấu, bên hông, đằng sau cánh gà đều phải hoàn hảo. Anh ấy có nhiều tiêu chuẩn kỹ thuật mà ban tổ chức phải đáp ứng được. Vì vậy, đội ngũ âm thanh, kỹ thuật đã phải làm việc với ekip của Charlie kỹ đến từng chi tiết. 4 năm mới gật đầu. Khi mời huyền thoại âm nhạc Kitaro Nhật về Việt Nam biểu diễn trong live show The Glorious Horizon chân trời rực rỡ, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng chia sẻ đó là hành trình dài với nhiều câu chuyện ly kỳ. Để có được cái gật đầu của huyền thoại này, trong live show 2023 thì Hà Anh Tuấn đã gửi lời mời từ năm 2019. Ca sĩ Hà Anh Tuấn tiết lộ để mời được Kitaro, anh phải dùng chiêu. Cụ thể, anh mời Kitaro làm đại sứ rừng Việt Nam trước khi ngỏ lời mời biểu diễn. Kitaro đặc biệt yêu thiên nhiên Việt Nam. Ông đã đồng ý tham gia quảng bá một số hoạt động của rừng Việt Nam. Ông còn nói, tôi rất yêu Việt Nam, yêu thiên nhiên, con người Việt Nam. Nếu có thể thì hãy sắp xếp cho tôi sau này về dạy nhạc cho trẻ em Việt Nam, Hà Anh Tuấn kể. Quả thật, sự xuất hiện của Charlie Puth hay Kitaro ở sân khấu Việt đã góp phần tạo nên vị thế cho nhạc Việt về mặt tổ chức trên bản đồ âm nhạc thế giới. Còn tiếp, nhạc sĩ Quốc Trung chia sẻ, để mời được các nghệ sĩ quốc tế phải đánh tiếng trước 1-2 năm để được xếp lịch, thậm chí phải chờ 3 năm mới mời được ban nhạc Scorpion tới Mansun Music Festival 2016. Ekip của các sao ngoại khi làm việc gần như không có sự thỏa hiệp mà phải cực kỳ chính xác, không có chuyện không có cái này thì dùng cái khác. Những việc cần làm họ sẽ thông báo trước để mình chuẩn bị.